Anas Đức Mạch thắng khi vắng Ronaldo. Thủ quân Cristiano Ronaldo nghỉ để chăm bạn gái ốm, còn Anas Đức Mạch 7 trận thắng khi hòa An Khloop 3-3 tại vòng 8 Saudi League. Hôm 25 tháng 10, người mẫu Georgina Rodriguez thông báo cô đã về nhà sau 4 ngày điều trị viêm phổi ở bệnh viện. Tối cùng ngày, Anas không điền tên Ronaldo vào danh sách đăng ký trận làm khách ở An Khloop. Trên tài khoản X sau trận hòa An Khloop, câu lạc bộ Ả Rập Saudi thông báo tiền đạo 39 tuổi thấy không khỏe và được chẩn đoán nhiễm virus. Không có Ronaldo, Anas bị đội đứng thứ 16 An Khloop cầm hòa 3-3. Tiền đạo Anderson Talisca gây ấn tượng với cú đúp. Trong đó có bàn phạt đền phút bù hiệp 2 để giúp đội khách thoát thua. Nhưng kết quả này cũng khiến Anas Đức Mạch 7 trận thắng trên mọi đấu trường. Nếu An Hila cũng thắng ở vòng này, Anas sẽ cách đỉnh bảng 6 điểm. An Khloop hiện đứng thứ 1161 thế giới, thứ 3 từ dưới lên trong các đội Saudi League mùa này. Họ cũng đang đứng vị trí 16 trong 18 đội tại giải. Mùa trước, An Khloop chỉ chơi ở hạng nhì Saudi và họ không có cầu thủ nào thành danh ở châu Âu. Trong mạch thắng 7 trận vừa qua của Anas, Ronaldo chơi 6 trận, chỉ vắng 1 trận vì bị ốm. Anh ghi bàn ở 5 trận, mỗi trận 1 bàn. Trong đó có 4 bàn phạt đền. Không có đội trưởng, huấn luyện viên Stefano Pioli lần đầu không thắng kể từ khi dẫn Anas. Đội cũng gặp nhiều vấn đề, đặc biệt là việc phân chia cầu thủ đá phạt đền khi không có Ronaldo. Sadio Mane ôm bóng sau khi đội nhà được hưởng phạt đền, nhưng Talisca xuất hiện và lấy bóng từ Mane. Vài cầu thủ khác đến và động viên ngôi sao Senegal khi anh mất bình tĩnh. Nhưng sau khi tiền đạo Brazil ghi bàn từ 11m, anh ôm lấy Mane để giải tỏa khúc mắc. Ronaldo dự kiến trở lại ở trận tiếp theo tối ngày 29 tháng 10 gặp Antawao tại vòng 1/8 King Cup, tương đương cúp quốc gia. Sau đó 3 ngày, Anas chơi trận quan trọng tại Saudi League gặp đội đầu bảng Al Hilal. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.